Huyền thoại. Tại sao người ta gọi là huyền thoại với những dòng 7600, 7800? Bởi vì nó đáp ứng được yêu cầu nghe nhạc. Mặc dù mẫu âm ly này có giá cũng rất bình dân. Như con âm ly này cửa hàng báo giá cho anh em là 5 triệu đồng thôi. Giá tại cửa hàng, đèn vu sáng bóng màu vàng luôn. Chất âm nó cực kỳ hợp nhạc vàng, nhạc trữ tình. Hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé. Chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió. Hôn nút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chờ người nào đến chỉ một mình. Cần loa, lao lớn, đường tết. Đây đang chạy đường AUX. Có bát, có chép, có cầu A, cầu B. Chạy hai tụ lọc, một nguồn màu vàng đây đó. Và chạy 4 sò của Nick. Đặc trưng là dòng này chạy sò Nick. Hàng bãi đẹp keng luôn anh em nhé. Bao test luôn cho anh em. 120W. Nó là một con ôm ly cổ khỏe 4-16 ohm. Nước sơn ở sau anh em có thể thấy đây. Nó sáng bóng màu đen luôn đó. Bề ngang là 42, chiều cao nó tầm khoảng 15-16, 14-15-16, chiều sâu nó tầm gần 30. Một trong những mẫu âm ly huyền thoại cùng với 7800, nó cho chất âm mịn màng, rất hợp nhạc vàng, nhạc acoustic, nhạc trữ tình. Cũng không phải là anh, thơ thân mình tôi lê từng bước nhỏ. Loa cổ, loa toàn giải, loa Mỹ, loa Nhật chơi được hết anh em nhé. Từ bass 20 đến bass 25, 30. Mặt tiền sáng bóng, màu trắng, góc cạnh vuông vức. Chuyến bên sân ga, lẻ loi trên trời. Vì sao đêm sớm vun vút trời.